chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu anh em tuân lệnh Thầy truyền, anh em sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha, nên Thầy ở lại trong tình yêu của Người. Thầy nói với anh em điều đó để niềm vui của Thầy ở trong anh em, và niềm vui của anh em được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của Người thí mạng sống mình vì bạn hữu của mình. Anh em là bạn hữu của Thầy nếu anh em thi hành những điều Thầy truyền dạy. Thầy không gọi anh em là tôi tớ, vì người tôi tớ không biết việc chủ làm. Nhưng Thầy gọi anh em là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha, Thầy đã cho anh em biết. Không phải anh em đã chọn Thầy, không, nhưng chính Thầy đã chọn anh em và đã cắt đặt để anh em đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái của anh em tồn tại. Để những gì anh em xin nhân danh Thầy, Cha Thầy sẽ ban cho anh em. Thầy truyền cho anh em điều này là hãy yêu thương nhau. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong nhiều tháng liên tiếp rồi, Cha Huỳnh vẫn dịch và in để đăng lên tờ Tình Yêu, Niềm Vui của Tình Yêu. Đó là một tài liệu của giáo hội, nó rất dài. Mà thực sự ai có tình yêu mà không vui? Ai yêu được người khác mà không vui? Ai được người khác yêu lại mà lại không vui? Đó là điều bất thường. Thưa cộng đoàn, tình yêu vô hình, không ai biết nó ra sao, không ai nhìn thấy. Nhưng tình yêu lại hiện hữu, lại có mặt trong những gì có vật chất, có hữu hình. Cho nên gạt bỏ những cái gì bên ngoài hay hữu hình đi, tình yêu không có chỗ đứng. Chúng ta không thể nào yêu một cái bông hoa, ví dụ hoa hồng, nếu chưa bao giờ chúng ta nhìn thấy. Thật sự phải nhìn thấy rồi, và nếu đụng chạm rồi, ngửi thấy hương vị của nó và biết ý nghĩa của nó, chúng ta càng yêu thương nó hơn. Vì thế, tình yêu là tổng hợp giữa tinh thần lẫn thể xác. Tôi lặp lại, nếu chỉ yêu bằng tinh thần mà thôi, đó là một thứ tình yêu lý tưởng, hão huyền, điên rồ. Và nếu chỉ yêu bằng thân xác mà thôi, đó là một thứ tình cảm của súc vật. Cái mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền: hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Đó là một lời trăn trối trong 9 lời của cái bài Tin Mừng hôm nay, gồm có 9 câu. Đây là diễn văn trước khi Chúa bị bắt, bị giết. Và cái lời trăn trối này nghe thật là nồng ấm, thật dễ thi hành. Hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Có nghĩa là hãy sống một cách tươi nở và sống đạo trong tình thương, chứ không phải sống trong sợ hãi như thái độ của những người đầy tớ, chỉ lo tuân theo lệnh chủ vì sợ bị phạt, bị cúp lương. Thiên Chúa gọi chúng ta là bạn hữu, Chúa không có nói là người đầy tớ. Trong một lá thư gửi báo cáo về cho dòng mẹ của dòng tên, ngày 31 tháng 12 năm 1632, 4 thế kỷ rồi, một cha dòng tên là Gaspar Damaran, làm thừa sai ở Việt Nam, một trong những người đầu tiên đến Việt Nam truyền hạt giống
đức tin vào giải đất chữ S của chúng ta. Trong đó, ông ghi lại những gì ông nhận xét về các giáo hữu Việt Nam của ông. Ông nói, thưa quý vị trên, giáo dân tại đây của con hơn 1.000 người thôi, nhưng họ yêu thương nhau thật lòng. Họ đùm bọc nhau đến nơi đến chốn, họ giúp đỡ nhau bất kể đêm ngày. Đến nỗi những người không cùng đạo láng giềng chung quanh đã phải gọi cái cảnh yêu thương đùm bọc đó và đặt tên cho những người giáo hữu của con là họ là những người theo đạo tình yêu. Thật không có gì đẹp bằng. Cha ông chúng ta đã làm chứng rằng họ là môn đệ Chúa Giêsu, vì Chúa nói cứ nhìn vào đó mà biết các con là môn đệ Thầy. Tổ tiên chúng ta đã sống đúng sứ điệp tin mừng của lời trăn trối hôm nay. Nhất là hơn 4 thế kỷ trước, họ đã mô phỏng theo cộng đồng các Kitô hữu sơ khởi cái ngày Chúa lên trời xong. Có nghĩa là sống yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau tận tình. Đó là một cộng đồng cộng sản đầu tiên trên thế giới. Nhưng thưa quý vị, một tôn giáo mà sau đó ít lâu còn phải từ bỏ cái lý tưởng cộng sản đầu tiên đó, bây giờ còn sót lại ở đó trong các dòng tu. Cho nên người đời làm sao đi áp dụng chủ nghĩa cộng sản Marx, Engels, Lenin, Stalin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh, muốn áp dụng cái đó lên trên con người. Đó là một thứ chủ nghĩa không tưởng, hão huyền. Chúng ta lại đọc thấy một câu khác của bà mẹ Teresa Calcutta. Bà viết về những người nghèo của bà. Nên nhớ, cái hạng mà bà chạm tới bên Ấn Độ gọi là untouchable. Ai động vào mấy người đó, tiếp xúc nói chuyện với người đó là ra ô uế. Bà nói, tôi thấy thật sự những người nghèo của tôi là những con người hạnh phúc nhất trần gian. Lạ thật, mình cho cái nghèo là cái hèn, cái thấp, cái đau khổ, cái thiếu thốn. Bà nhận xét họ là những người hạnh phúc nhất trần gian. Vì sao? Là vì họ có đầy đủ khả năng, không chú tâm vào tiền bạc, vào của cải vật chất, mà chú tâm vào yêu thương những người trong gia đình của mình. Họ có ít của cải, thậm chí có người không có tiền đủ để sống hàng ngày, nhưng họ lại hạnh phúc. Họ không màng đến vật chất, họ chỉ chú trọng đến yêu thương người khác. Và Chúa Giêsu đã không nói hãy yêu thương cả và thế giới. Tôi không tìm thấy câu đó ở đâu. Nhưng Chúa nói hãy yêu thương nhau. Nhau đây có nghĩa là người ở kế bên mình. Theo tôi hiểu vậy. Cho nên nếu thật lòng yêu thương nhau thì gia đình đó là hạnh phúc, là thiên đường. Tôi nghĩ hạnh phúc nó tùy thuộc vào bên trong nhiều hơn bên ngoài. Hạnh phúc là gì? Khi chúng ta chỉ yêu có chính mình. Nhưng hạnh phúc là dám mở rộng cái bản thể của mình ra, tính ích kỷ của mình ra, để biết chia sẻ, để biết đón nhận người khác. Hạnh phúc là biết làm cho người khác hạnh phúc, chứ không chỉ đòi người khác làm cho mình hạnh phúc. Mình không có hai điều đó mà mình mưu cầu hạnh phúc sao được. Cho nên khi nói đến tình yêu cũng vậy, không thể nói trên đầu môi chót lưỡi. Thánh Gioan nói nhiều lần trong cái lá thư, trong bài đọc 2, chúng ta biết phải được thực hiện, phải được sống trong từng giây phút của cuộc đời. Và đó là cái bài học khó nhất mà ai cũng phải cất công ra để học cả đời. Học yêu thương không dễ đâu. Nói rất dễ, làm không dễ.
có khi mình xét lại toàn là mình yêu mình. Mình đâu có yêu người bạn đời của mình. Mình đâu có yêu cha mẹ cao tuổi của mình. Mình đâu có yêu đứa con của mình. Mình yêu mình. Như vậy, tâm hồn của mình đã tự xây bức tường khép kín mất rồi. Cho nên, qua cái bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu thay đổi. Cái luật này có lâu rồi, nhưng Chúa chỉ nhấn mạnh rằng đó là mệnh lệnh. Đã là mệnh lệnh thì ai cũng phải làm. Chúng ta có làm được hay không tùy. Mà hình ảnh của Thiên Chúa theo tôi đến ngày phán xét, ngày đó ra sao tôi tưởng tượng tới giờ cũng chưa ra. Đứng đâu cho đủ chỗ, hàng tỷ tỷ con người sẽ sống lại để chịu phán xét, đứng đâu? 1 tỷ người đứng là đó không đủ chỗ mà hàng 20 mấy thế kỷ như vậy, đến chừng nào mới tận thế? Rồi lúc đó đứng đâu để nghe Chúa phán xét? Đứng sao? Đứng chồng lên nhau à? Không biết. Nhưng mà rõ ràng lúc đó Chúa không có xét này có bằng cử nhân thần học không? Này đã xây được mấy nhà thờ không? Chúa có hỏi mấy cái đó. Chúa hỏi có biết yêu thương không? Do chính Chúa Giêsu kể lại cái dụ ngôn đó. Khi tôi đói, anh em đã thấy thương xót và cho tôi ăn, vân vân. Cho nên hình như Chúa nhiều nữ tính hơn nam tính. Rốt cuộc Chúa không có xét trên kết quả, mà Chúa xét trên tâm tình có biết yêu thương hay không. Cho nên trong thánh lễ này chúng ta xin cho vợ yêu chồng, chồng yêu vợ. Thực tế bằng những hành động cụ thể, rồi cả hai yêu cha mẹ cao niên của mình, rồi cả hai nhìn xuống thế hệ con cái của mình và các cháu chắc nữa để yêu thương. Không phải mình yêu mình, mà mình yêu với tình yêu Chúa dành cho mình. Bây giờ mình trao ban lại. Đó là lý tưởng của người Kitô hữu, mà ai cũng mong muốn như vậy. Và chính Chúa Giêsu đã nói đây là lệnh truyền mà các con phải thi hành.